Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giấy vẽ của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ ra được một dòng bánh có tên gọi là Kilimpi. Đây là một món tráng miệng nổi tiếng tại Florida, Mỹ. Bánh thì có lớp nhân mousse được làm từ cốt chanh đường và lòng trắng trứng đặt lên lớp vỏ bánh bơ giòn ngon và thường được phục vụ với những cái loại kem tươi, vỏ chanh xanh để tăng thêm hương vị. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ kỹ hơn về dòng bánh này. Các bạn hãy nhớ là lôi giấy và bút để có thể thực hành cùng với mình. Và đừng quên là ấn follow kênh của mình để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé.